Thank you.
tướng ông bà. Một nữa. Hương khói vu lan buồn làng tàn, nghe đời hiu hắt mấy chia xa. Kính thưa ngài quan chức lần, ban huynh trưởng gia đình Phật tử Kế Sông, ngàn thanh của gia đình Phật tử nhận được tín từ Trần Vương Linh từ Tổng Thanh Nhân để tới đạo chiêm ngưỡng, đồng thời là một người dâu, một người con gái, một người rể luôn luôn tu tập sinh hoạt để tu tâm dưỡng tánh dưới mái chùa thân yêu Kế Sông. Mà tất cả toàn thể chúng tôi trở về để dục nhãn hướng lòng cầu nguyện hướng linh Phật tử Pháp Danh nhuần ngừa được sớm về cõi Phật, và đồng thời chia buồn cùng tái quyến các lần cho một lúc thời gian nhỏ hẹp để phóng biểu qua chương trình với nội dung sau đây. Xin ngài quá các lần ngàn này cho chúng tôi ba hồi lần. Yeah.
nhân được sự đã đi của quả phụ thân phụ, lòng dục công cũng lòng sao nén được nỗi bi thương. Kính thưa quý vị, khi nói đến tình yêu thương của cha mẹ thì không bụng mực nào đạt xiết. Vậy mà cái chúng con chỉ mới bảo đọc mấy phần thì âm dương đã chia lìa hai ngã. Thương cho gia đình đáng kính chúng con phải chịu cảnh sinh ly từ việc này, nên từ những ngày đầu quý bạn đã đến đây trong tình đạo vị mà còn thể hiện niềm đạo tình thâm thiết đối với quả cầu thân phụ của chúng con. Được ân đức và nghĩa tình cao quý ấy, tăng quý chúng con không dám nói câu ơn đền nghĩa trả, mà chỉ xin nguyện đời đời tạc giả phát tâm chỉ tu tập phần mềm để chiều dắt thế hệ tương lai cùng vượt chung trên con đường chánh đạo. Nam mô đại hiểu mục kiền liên bồ tát ma ha tát. Thank you.
Thank you.
dân đã được bao vô cùng xúc động trước niềm thật hành động lực lề thực nếu của phái họ
Bốn thứ nữa.
Thank you.
Lân ly gần xa, trong không khí trang nghiêm thân tình của buổi đại lễ cầu siêu, cho phép chúng con có đôi lời hoàng niệm đến với hương hồ thân chủ chúng con lần sáu cuối. Cầu như cảm tạ cảm ơn của quý vị, kính mong quý vị lượng tình tình giá tình thương tha. Chúng con xin lạy nghiêng đường, nhớ lại chùa nào khi chúng con đang còn tuổi ăn tuổi lớn, vì cuộc sống mưu sinh, vì đã có hơi thở cha cùng mẹ không quản ngại nắng mưa. Sức nhỏ xuống ruộng bằng mặt cho đất, bằng lên cho trời, tay bùn chân lập muôn vàn gian khổ, cuộc đời nhọc nhằn của cha và mẹ cứ thế trôi đi, vậy mà lúc nghèo mà hoàng nghèo thương chúng con cơm ăn không no, áo không đụng mặt,
cha mẹ này chắc chiêu thần hạt lúa củ khoai đầu bác là bạc tối lần lần suốt cả cuộc đời nắm lên thẳng cây chúng con giàu nhà phúc lớn nhân vì gia đình hoàn thành khó khăn nên anh em chúng con có đứa đàn bài từ xa từ quê hương xa cha trả lời yếu để tìm với một phương trời xa lạ tha phương cầu thần nơi đất khách quê người lòng lòng chúng con thương nhớ cha mẹ xếp bao nhớ cảm quê nhà cha già mẹ yếu thương nhớ con mà mắt ướt lệ nhỏ chiều chiều giá đất ngọt sau nhìn về quê mẹ ruột đau thịt chiều đất của cha mẹ mà chúng con trai gái dấu rể trong và ngoài nước ăn ra là ấy chỉ mong mong cha mẹ mà còn mạnh khỏe để được phước tội già nào ngờ đâu cơm hỗ trợ đã biệt cha đã đi để lại mẹ và chồng con chồng cháu bà con ngồi ngoài và khắng khắng rằng tan hương mà lên đường diệt xứ cha ơi rồi mãi đây thân xác cha chôn vùi dưới đất lạ nghe nghẹn ngào khi biệt biệt cha đi cha đã đi mà người cứ còn đó cha vẫn nằm đấy mà sao thầy xác khắc nhìn chung thật nghẹn ngào với hai giọt ngấn lệ một nén hương lòng chúng con xin tưởng nhớ công cha cần thương quý vị trong những ngày qua những ngày mà gia đình tác biệt chúng con phải chịu cảnh sân ly từ biệt mà quý vị đã đến đây sớm hôm cầu nguyện để điều hành ác lệ để phổng điếu phương ưu và vẽ bày giúp đỡ để giúp cho chúng con chú toàn trong hiểu sự và chỉ còn đêm nay nữa thôi ngày mai khi ánh dương vừa soi tỏ muôn loài thì thân phù của chúng con sẽ nương tựa vào vai của bác Kha Chăn cộng quý ông công về miền đất lạ lại một lần nữa chúng con lại phải nhờ đến sự cầu nguyện của ban nghi lễ cũng như sự hỗ trợ niềm lòng hữu hải và thể quý vị để đưa tâm phủ chúng con về nơi an nghỉ phần phước trước ơn đất dày dặn tán biệt chúng con xin nguyện đời đời tạ dạ các tâm nguyện mười phương chư Phật giá hộ cho quý liệt vị và thân tâm an lạc kính thưa quý vị trong số thời gian tổ tang lễ dù chúng con đã nhiều cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót vậy mong quý vị nhiệt tình lượng thứ nam mô thường hoan hỷ bồ tát ma ha tát Yeah.
Yeah.
của hai cháu và Quỳnh ở Long An. Xin mời vị đại diện vào hành lễ tiếp theo. Pháp nhân rằng được thân hồn kia
Thank you.
để các tăng được từng phong có bất lời đạo sư ban chấp hành. Cần thưa những việc địa phương, cần thưa ban chấp hành của người pháp hội của sạc hội viên, cần thưa chi bộ ban điều hành hội tổng tổng điều, cần thưa hội người pháp hội của làng văn hóa kỳ sông, cần thưa ban lớp bộ từ ban nghi lễ ban huấn trường cùng đoàn ngành thắt để phục đường kỳ sông, cần thưa sở tài họ học ngồi họ học ngoài, cần thưa ba chấp lệnh bà cai gia cũng vì đồng rót không quý ông công quý bà có sự nghiệp không bà có người ngoài các tầng tầng lớp lý gần xa chương trình tang lễ của thân phủ chúng có đến đây đã sắp hòa hoàn thương cho tang quyền chúng con. Phải chịu thật sân đi từ việc thì trong những ngày qua quý vị đã đến đây trong tình đạo vị thần làng bìa xóm thần thông gia thần bà góp thần bàn đầu để sớm cầu nguyện điều hành tác lệ và phong điếu phong ưu và bài lệ giúp đỡ cầu giúp cho chúng con chú toàn trong hậu sự. Và đặc biệt sáng hôm nay, quý vị lại còn không ít thời gian để đến đây đưa tiền thân phụ chúng con về miền đất lạnh. Trước cửa ân đất cao quý ấy, tan quyền chúng con một lần nữa. Xin được lành cảnh triêng, nguyện cầu hồng ân chí Phật, gia hộ cho quý vị được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Trong suốt thời gian tổ chức tang lễ, dù chúng con đã nhiều cố gắng nhưng không sao không khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Nam mô Thượng Quan Hệ Bồ Tát Ma Ha Tát.
đầu ra chặt ra. Nghe đây là những cái đang phải thi hành nhiệm vụ đây. Điều ai được tập trung. Ô, sang, ô. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm mồm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu.
nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu.
cha cổng mắc kiếm tay ru, cha cổng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong cô những ngày thơ ấu qua mau, công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nấng đời con. Còn đó trong cô những ngày thơ ấu qua mau, công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nấng đời con. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sát tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội.
mắt bùi ngùi. Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui, cùng rừng nào lá xác sơ cây. Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không ai.